Em, hay là anh chạy thêm vòng nữa nha. Được á. Ấy, anh tính làm thiệt hả? Thiệt mà. Không được đâu, em về trễ mẹ Khanh không vui đâu. Với lại em còn phải đọc truyện cho anh Bình nghe nữa. Anh giận em hả? Em giỡn thôi à. Không lẽ em tính lo cho anh Bình suốt đời sao? Em cũng phải nghĩ đến bản thân của mình nữa chứ. Lo cho anh Bình là bổn phận của em mà. Với lại mẹ với anh Bình đều thương em hết á. Bộ anh không thương em sao? Sao anh so sánh như vậy được? Anh cũng biết đó, mẹ Khanh là người nuôi em từ nhỏ mà, người cho em tình thương của một người mẹ, cho em một mái ấm mà em mong chờ. Nếu dùng hết cả cuộc đời này, em nghĩ em cũng không trả hết ân tình được cho mẹ nữa. Nè nè nè, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Hiểu rồi cô nương ơi. Ai biểu anh so sánh chị? Thôi mà, không phải là anh so sánh với mẹ Khanh hay là với anh Bình. Anh chỉ muốn biết anh quan trọng như thế nào ở trong lòng của em thôi. Nếu anh muốn biết sự quan trọng đó thì anh cứ nhìn sợi dây này nè. Chừng nào nó còn trên tay em thì chừng đó. Chừng đó thì sao? Chừng đó thì sao? Thì sao? Anh thông minh mà, anh tự nghĩ đi. Thôi mà, em nói đi, anh đang nghe nè. Không nói đâu, mắc cỡ lắm. Có nói không? Nói không? Không nói. Nói không? Không nói.